Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái bộ má phanh trước. Má phanh trước của Hyundai Getz 1.1 2009. Đây chính là cái má phanh trước của nó này. Đó. Em cùng xem nhé. Đây, đây chính là bộ má phanh trước này. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hai Quy, có chi nhánh và tập đoàn tại Hàn Quốc anh em nhé. Với bộ má phanh này thì nó bao gồm 4 má, mỗi bên 2 má. Đây, đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một bộ thì sẽ bao gồm 4 má và được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này. Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.